Hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thanh Hoàng xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và mọi điều hanh thông trong suốt năm 2023. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lộ diện danh tính hai người thay thế cho Vũ Đức Đàm và Phạm Bình Minh vừa mới mất ghế Phó Thủ tướng. Ý kiến nói chuyện ai thay thế Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đàm thực sự không quan trọng vì có lẽ đó cũng chỉ là những con cờ thí của bộ chính trị. Sự tranh giành và kiểm soát quyền lực trong nội bộ mới chính là bài toán mang tính chất sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mạng xã hội dò dỉ thông tin hai giới chức họ Trần ngồi vào ghế chống của Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam chứ không phải là họ lê theo như là Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa tin trang tiếng dân một trang tin độc lập đưa tin chúng tôi vừa nhận được tin ông trần lưu quang bí thư thành ủy hải phòng sẽ thay cho ông phạm bình minh giữ chức phó thủ tướng thường trực còn ông trần hồng hà bộ trưởng tài nguyên và môi trường cộng sản việt nam sẽ thay thế cho ông vũ đức tam ngồi vào ghế phó thủ tướng Chúc mừng hai ông họ Trần và chia buồn cùng với hai ông đó là họ Phạm và họ Vũ. Như vậy thì hai người họ Trần được sắp xếp ghế Phó Thủ tướng chứ không phải họ Lê theo như là Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, người thạo tin chính trường ở giữa Cộng sản Việt Nam và cho hay hồi trung tuần tháng 12. Bà Trà viết rằng sau khi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi chữa ung thư ở National Center for Global Health and Medicine, Tokyo, Nhật Bản thì hiện vẫn đang tiếp tục điều trị và sự nghiệp chính trị của ông này coi như là đã bị đứt gánh Khả năng sắp tới thì hai người họ Lê sẽ trở thành phó thủ tướng Minh Hưng làm phó thủ tướng thường trực và Lê Hoài Trung thì nhận ghế phó thủ tướng phụ trách về mặt ngoại giao Do có nguồn tin riêng nên bà Lê Nguyễn Hương Trà từng dự đoán chính xác các vụ thay thế ghế trong nội bộ của đảng trước đây một hình chụp văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cộng sản Việt Nam dò dỉ qua các trang mạng xã hội hôm 31 tháng 12 năm 2022 nêu rõ danh tính của giới chức được Bộ Chính trị chỉ định cho ghế Phó Thủ tướng. Theo văn bản này, thì ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được sắp xếp để cho Quốc hội phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 tới đây. Văn bản được nhìn thấy có đóng dấu đỏ và chữ ký của bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu. Một văn bản tương tự nêu danh tính ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, hay còn được gọi với cái từ là Bộ trưởng Tài môi, được phân công cho ghế Phó Thủ tướng còn lại đang để trống hai văn bản nêu trên cho thấy đảng cộng sản việt nam vẫn theo thông lệ đó là giới thiệu để mà bầu tức là chỉ định bầu lãnh đạo và các dân biểu đều là nghị gật và chỉ biết nhấn nút theo lệnh của đảng mà chỉ có một ứng viên duy nhất cho nên chẳng có cách nào là phải bấm nút đồng ý cho dù bấm nút không đồng ý đi chăng nữa thì người đó vẫn trở thành người mà đảng đã cử một ngày trước thì đúng như là tin đồn trên các trang mạng xã hội thì tại phiên họp bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam loan báo hai phó thủ tướng đó là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam cùng nghỉ một lượt Theo báo VN Express, thông cáo ngắn gọn phát đi ngay sau phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Việc cho nghỉ hai phó thủ tướng không nêu lý do cụ thể về quyết định này Báo này úp úp mở mở rằng ông Minh mất ghế do dính vụ chuyến bay giải cứu bị bộ chính trị quy kết là gây hậu quả nghiêm trọng, bất bình trong xã hội. Cùng lúc thì ông Vũ Đức Đam mất chức do bị quy trách nhiệm khi mà kiêm nhiệm ghế bí thư ban cán sự đảng Bộ Y tế và dính níu đến vụ mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 hồn trung sắc Việt của Việt Á. Do tin hai giới chức thay thế ông Phạm Bình Minh vào Vũ Đức Đam chỉ được công bố và xác nhận ngày 5 tháng riêng tại nghị trường và các báo ở Việt Nam thì hiện vẫn giấu danh tính hai người kế nhiệm. Cũng trong ngày 5 tháng riêng tới đây thì các đại biểu quốc hội dự kiến sẽ nhất trí với đại đa số phiếu miễn nhiệm hai ông đó là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam hiện chưa rõ hai ông này có được hạ cánh an toàn hay là không chính thức về hưu vào cuối năm 2023 theo như là văn bản đã được dò dỉ mà chúng tôi đã loan tin cách đây mấy ngày uh, trước đây và hay là sẽ bị vào lò của Nguyễn Phú Trọng để chăn kiến để cùng có bạn với hai ông uh, đó là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng kiêm Chủ tịch uh, Thành phố Hà Nội ông Công Công và như vậy thì có thể nói rằng ông Tổng Bí Thư à, đã quyết tâm làm chuyến này vì liên quan đến chuyến bay giải cứu cũng như là vụ kit test Việt Á. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho triệu tập một hội nghị bất thường ở thủ đô Hà Nội vào ngày 30 tháng 12 vừa qua và qua đó để mà xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Sau cùng thì là việc à, đề bạc nhân sự thay thế. Kết quả như dự đoán của giới thạo tin, hai ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bị thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, còn Vũ Đức Đam thì bị thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Cả hai ông đều để lại dấu ấn mờ nhạt khi còn giữ chức Phó Thủ tướng. Ở trên quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc, Ông Phạm Bình Minh từng tuyên bố hữu hào với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam và một chính sách ngoại giao hoàn toàn thụ động và lệ thuộc vào Trung Cộng mà Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì theo đuổi, đánh tránh để mà làm phật lòng anh láng giềng to xác nhưng mà đều cáng Trung Cộng. Còn ông Vũ Đức Đam thì nổi đình đối đám với tuyên bố đậm màu cách mạng, chúng ta đã thắng Covid-19 trận đầu và nhất định phải thắng cả cuộc chiến hay nếu như một toàn dân Việt Nam ta đồng lòng chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng, chiến thắng như nhiều lần dân tộc Việt Nam đã từng chiến thắng trong bối cảnh cả thế giới bị Covid-19 hoành hành kinh khủng. Ông tự tin và tự hào khi mà không bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi mà Việt Nam bị biến chủng Delta làm tê liệt toàn thể hệ thống y tế của cả nước từ Bắc đến Nam, đặc biệt là ở thành phố Sài Gòn với những con số nạn nhân hoàn toàn bị bưng bít và che giấu bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì ông Vũ Đức Đam vẫn còn tự tin tuyên bố sẽ dập dịch Covid-19 trong vòng 10 ngày oan hồn của những nạn nhân do Covid-19 gây ra từ sự thiếu chuẩn bị và thái độ ngạo mạn của chế độ Cộng sản Việt Nam đứng đầu là ông Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19, có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Chống dịch như là đánh giặc sắc mùi tuyên truyền và định hướng chính trị, bỏ mặc tính mạng của người dân để mà chạy theo thành tích. Cả hai ông phó thủ tướng bị cách chức thôi tham gia ban chấp hành Trung ương Đảng, nhưng thực chất là hai ông đã bị Bộ Chính trị thanh trừng sau những sai lầm nghiêm trọng và tham nhũng trong việc phòng chống dịch COVID-19 và những chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam tại các quốc gia được xem là tâm điểm dịch. Đây là hai gương mặt được cho là có bằng cấp và kiến thức khi mà được đào tạo tại nước ngoài. Nhưng trong một cơ chế độc tài toàn trị khi mà sự cạnh tranh quyền lực và sự cám dỗ của đồng tiền trở thành những giá trị phổ quát cho sự tồn tại và thăng tiến thì hai ông đã không thể nào thoát khỏi. Tiến xa hơn nữa, coi như là con đường và sự nghiệp chính trị của hai ông Tây học này đã bị chấm dứt năm 2023 đang ở thường kệ đang bắt đầu đã ở bước vào thềm của mỗi nhà và chuyện ai thay thế hai ông thực sự không quan trọng vì có lẽ đó cũng chỉ là những con cờ thí của bộ chính trị và sự tranh giành kiểm soát quyền lực trong đề bộ mới chính là bài toán mang tính chất sống còn của đảng cộng sản việt nam Người dân thì thường có câu hay nói rằng ai lên hay ai xuống không quan trọng. Cái quan trọng là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang lãnh đạo thì người dân chẳng bao giờ có thể thoát được cái uh, lỗi hệ thống này cả. Còn tương lai và vận mệnh của dân tộc chỉ là một thứ cực kỳ yếu, không cấp bách và chúng ta hãy cùng đợi đấy. Tương lai đất nước này vẫn sẽ tối đen như là mực và đen như là tiền đồ của chỉ rộng. Theo thông cáo báo chí của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 30 tháng 12, hai đảng viên cao cấp đó là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã bị thanh trừng. Ông Minh bị thôi chức ủy viên Bộ Chính trị, còn ông Đam thì thôi chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Và điều đó có nghĩa là hai ông này sẽ không còn làm phó thủ tướng thường trực và ông Đam thì mất phó thủ tướng trong kỳ họp bất thường của Quốc hội bù nhìn à, sẽ diễn ra vào mấy ngày tới đây. Một lần nữa thì thông tin về hè ở Việt Nam về những vụ đấu đá bí mật trong sới trọi chó ở Hà Nội đã tỏ ra rất chính xác đến từng cm, chi tiết và không ai ngạc nhiên. Và chuyện mất chức của hai ông phó thủ tướng được dân chúng bàn tán từ rất lâu vì vai trò của các ông này trong các vụ đại án tham nhũng liên quan đến đại án COVID-19, vụ xét nghiệm Việt Á và chuyến bay giải cứu. Khi mà tay chân của các ông này như là các bộ trưởng, thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, Tô Anh Dũng bị nhập kho thì người ta biết được sự nghiệp chính trị của các phó thủ tướng Minh và Đàm sắp kết thúc. Không ngạc nhiên khi người ta chỉ thắc mắc liệu Minh và Đàm đã là chùm cuối của cái vụ án này hay chưa và lý do chính xác của vụ thanh trừng hai ông này là gì và vụ thanh trừng chỉ dừng lại ở mức cách chức khai trừ hay là truy tố để bỏ tù và liệu đây chỉ là kết quả của một vụ tranh chấp phe nhóm trong nội bộ hay có bàn tay của ông bạn bốn tốt và 16 chữ vang nhằm lúng đoạn chính trường ở xứ Cộng sản Việt Nam, vân vân. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc cách chức hai ông Minh và Đam đã đáp ứng được một mong mỏi của người dân đã chịu quá nhiều thương đau và mất mát vì chính sách chống dịch ngu xuẩn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam do các ông này lãnh đạo và đang uất hận vì những quan chức cao cấp tán tận lương tâm và trục lợi trên nỗi đau khổ của đồng bào trong suốt 3 năm dịch từ năm 2020 cho đến nay. Có người nói rằng chuyện thanh trừng là chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân chúng đâu có quyền xía vô nên chẳng cần phải quan tâm để làm gì và có gì phải ẩm ý. Vẫn biết Chuyện thanh trừng là chuyện riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng trong chế độ đảng trị thì những cá nhân này cũng đồng thời là lãnh đạo nhà nước mà mỗi quyết định của họ ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh mệnh của hàng triệu người mà vụ Covid-19 là một ví dụ điển hình và không thể không quan tâm. Nhiều người tiếc rẻ vì cho rằng Minh và Đam là hai gương mặt sáng nhất trong bộ máy chính phủ Cộng sản và được đào tạo bài bản ở những xứ tư bản dãy chết có triển vọng sẽ lèo lái đất nước trong công cuộc hội nhập sắp tới. Riêng Phạm Bình Minh là con của Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao có quan điểm cứng rắn với Trung Cộng và chống lại mưu đồ Bắc thuộc mới và đã bị Bắc Kinh gây sức ép và đẩy ra khỏi guồng máy cai trị ở Hà Nội. Thế nhưng môi trường độc tài đảng trị của Cộng sản Việt Nam có tác dụng làm biến chất và tha hóa con người rất kinh khủng và người thiện lương không tồn tại được trong chế độ này huống nữa là trong nhiều năm cầm quyền ở đỉnh cao minh và đam cũng không chứng tỏ họ có khát vọng lớn lao hay là tầm nhìn xa trông rộng để mà thay đổi cục diện và thực hiện dân chủ hóa đất nước mà chủ yếu chỉ diễn những trò mị dân rẻ tiền và những ai đang theo dõi tình hình chính trị ở giữa cộng sản việt nam đều biết rất rõ về điều này không đợi đến đại dịch COVID-19 mà những ung nhọt chức nhối trong ngành ngoại giao, giáo dục, y tế, văn hóa thuộc phạm vi điều hành của Minh và Đàm tồn tại đã nhiều thập niên mà không hề được cải thiện. Việc phế chuất các cá nhân này xem ra không có gì phải tiếc nuối cả và những quan chức cộng sản sắp ngồi vào chiếc ghế mà Minh và Đàm đã để lại chưa chắc đã khá hơn hai nhân vật vừa bị thành trừng và cũng có thể còn tệ hơn hai ông này. Vấn đề chung quay lại là ở thể chế độc tài. Thay đổi các cá nhân mà thể chế cộng sản vẫn giữ nguyên thì không làm cho đất nước tiến bộ hơn mà có khả năng tạo ra thêm mồng bóng cho các cuộc cạnh tranh và thanh trừng trong tương lai. Sau Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam hẳn sẽ có thêm nhiều cán bộ cao cấp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành cụi đảng cộng sản việt nam không công bố rõ lý do ông phạm bình minh và ông vũ đức đam bị thanh trừng có lẽ vì họ cho rằng đây là chuyện nội bộ của đảng và dân chúng không được quyền quan tâm trong bối cảnh vụ việt á và vụ chuyến bay giải cứu đang ầm ĩ trên truyền thông thì dư luận nghĩ rằng hai ông này ngã ngựa vì tham nhũng lợi dụng chức vụ để mà trục lợi trong thời kỳ đại dịch Thế nhưng trong 18 ông bà ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, người nào không tham nhũng, không lợi dụng chức quyền để mà trục lợi. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng hay là Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng đều đã nhúng chàm dính từ vụ Formosa, AVG, Mobile Phone, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, AIC và vụ Việt Á cho đến những vụ như là Vũ Nhôm và vô số những vụ tham nhũng lớn khác mà vẫn bao che cho nhau và thỏa hiệp với nhau để mà duy trì ách thống trị trên đầu trên cổ gần 100 triệu người dân Việt Nam. Tìm được một quan chức trong sạch trong Đảng Cộng sản Việt Nam có khi còn khó hơn là tìm kim đáy bể, cho nên chống tham nhũng đốt lò chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuếch và những chiêu bài để mà triệt hạ lẫn nhau mà vụ Thanh Trừng, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Tam là trường hợp mới nhất nếu để ý thì sẽ thấy cuộc thanh trừng trong đảng và chính phủ cộng sản việt nam nhân danh chống tham nhũng diễn ra song song với cuộc đàn áp khốc liệt thành phần bất mãn trong xã hội cộng sản Việt Nam dựa vào các điều luật mơ hồ và phi lý lợi dụng quyền tự do dân chủ và cả hai được thúc đẩy rất mạnh từ sau chuyến đi châu Bắc Triều của ông đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có thể trong chuyến đi thì ông Nguyễn Phú Trọng học được bí kíp của tập cận bình về thanh trừng nội bộ và củng cố quyền lực cũng như có thể ông ta photocopy sách lược của Tập Cận Bình củng cố quyền cai trị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi lĩnh vực cuộc sống, xã hội, thanh trừng những phần tử có biểu hiện không trung thành, tự chuyển hóa cả trong đảng và trong xã hội nói chung và cho rằng cuộc thanh trừng của Đảng Cộng sản Việt Nam có bàn tay sắt xếp của Bắc Kinh là một loại thuyết âm mưu nhưng xem ra thì cũng không xa thực tế là bao nhiêu cuối cùng thì cho dù ai lên ai xuống thì vụ thanh trừng phạm bình minh và vũ đức đam cũng biểu hiện một cuộc tranh chấp một mất một con giữa các phe phái trong đảng cộng sản việt nam nhằm chiếm lấy quyền lực tối cao khi mà ông đảng trưởng nguyễn phú trọng phải từ bỏ chức vụ trong một ngày không xa nữa bởi vì ông này sức yếu và khả năng sống sót cũng không còn được bao lâu và phe của đảng cộng sản việt nam với lực lượng công an còn đảng còn mình đang sử dụng hết công cụ bạo lực của họ để mà đánh bật những phần tử bất tuân trong phe chính phủ và cài cắm vào đó những đảng viên trung thành với đảng với đồng chí bốn tốt và 16 chữ vàng ở bên kia biên giới. Không có nhiều hy vọng cho đất nước dù năm 2023 đã về còn theo Mai Phá Kiến thì hai phó thủ tướng và tuồng dưới hai màu áo. Nhà quan sát nói 52 năm sau mới ngộ nhận ra trên sân khấu chính trị và các lãnh đạo cũng đang diễn dạy lại tuồng dưới hai màu áo với hai phó thủ tướng trong vai chính. Khoảng những năm 1970, đoàn kịch Kim Cương diễn vở dưới hai màu áo. Kim Cương đóng hai vai chị em sinh đôi và có các tính trái ngược lẫn nhau. B chân chất, bích thì nổi loạn đua đòi đài vô tuyến truyền hình sài gòn dùng kỹ xảo ghép hình để mà xuất hiện cùng lúc hai kim cương tranh cãi nhau Má tôi khen Kim Cương có phép phân thân và còn tôi thì nể ý tưởng một người đồng thời đóng hai vai của Kim Cương 52 năm sau thì tôi mới ngộ nhận ra trên sân khấu chính trị thì các lãnh đạo cũng đang diễn lại tuồng dưới hai màu áo Khi mà Bộ Công an Cộng sản Việt Nam công bố bắt trợ lý của hai phó thủ tướng vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi uh, thi hành công vụ Đó là liên quan đến vụ thét Việt Á và nhận hối lộ cho các chuyến bay giải cứu người dân biết sẽ liên can đến hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, nhưng kịch bản không cho phép kéo màn một cách đột ngột. Trong vai chính diện ngày 9 tháng 12 năm 2022, Vũ Đức Đam có kết luận chỉ đạo tại phiên họp tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022. Trong phai phản diện thì ông Đam bị thôi chức ủy viên trung ương. Cực hơn bạn đồng diễn Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh diễn vai chính, diện cho đến phút hạ màn và xung đột hai vai lên đỉnh điểm ngày 27 tháng 12. Ông Phạm Bình Minh ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn và Đầu Thanh Tùng. Rồi ngày 29 tháng 12, ông Phạm Bình Minh trong vai bao công mặt xét uh, ký quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng lúc ký quyết định kỷ luật chủ tịch và hai phó chủ tịch tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, Trần Anh Dũng, Trần Lê Đoài. Ngày hôm sau 30 tháng 12 trong vai phản diện, ông Phạm Bình Minh bị kỷ luật thôi chức hai chức ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Kỳ nữ kiêm soạn giả Kim Cương chắc cũng nghĩ ra tính xung đột giữa hai vai trong một nhân vật lên cực điểm như vậy và phục soạn giả viết kịch bản sân khấu một Tôi phục soạn Giả viết quy trình bãi nhiệm ngàn lần ở xứ Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hay để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.